Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn Gò Dốc. Hôm nay lên một chiếc đồng hồ treo tường cho anh em mình tham khảo. Thì như trước mặt anh em thấy, đây là một chiếc đồng hồ song tiện két anh em ha. Và những cái thiết kế mà những cái dạng thùng như thế này anh em, thật sự mà nói thì nó rất là đẹp anh em. Nó mang một cái ván dáng cổ điển, mang một cái dáng vẻ rất là cổ điển, và đặc biệt á, nó nhìn nó vững chắc lắm anh em, nó nhìn nó chắc chắn mà nhìn nó nồi rồng có đá lắm anh em ha. Đó, những chiếc thùng song tiện két như thế này ở bên nước ngoài thì nó gọi những cái dòng này là những cái dòng Henry anh em ha. Đó, thì những cái thiết kế mà của một là song tiện đơn hay là song tiện két anh em thì nó rất đẹp. Quan trọng nhất là nó sở hữu kể cả cái mẫu ban công anh em ha, và một cái đuôi chuột. Đó, đây những cái con này thậm chí mà tới Rizal nó cũng dựa vô cái nền tảng cái ngôn ngữ thiết kế này để phát triển con xe mascot anh em ha. Đó, thì anh em mình cùng với em đi soi xem cái con đồng hồ này nó có cái gì hay. Trước tiên cũng như mọi khi em sẽ báo thương hiệu, cấu hình cũng như là kích thước của em nó ha. Con này thì đến từ nhà Kenji anh em. Kenji là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng tại Đức anh em ha. Ở vào những cái thập niên mà chiến tranh thế giới thứ hai, Kenji, GB, Junhan rồi là những cái thương hiệu cực kỳ là đình đám. Đó, vậy mà nói về luyện kim ở Đức nha anh em. Đó, những chiếc máy Kenji. Đó, Kenji cánh chim ha. Con này là Kenji cánh chim. Rất đẹp. Cấu hình của nó là 8 gông, 8 búa trên một bảng Westminster truyền thống anh em ha. 8 gông đánh hổ, và đặc trưng của bộ gông Kenji là nó 7 gông thép, 1 gông đồng bạch nha anh em. Đó, bộ gông zin nguyên bản của Kenji. Thường trên những cái dòng này á, là nó là 7 thép, 1 đồng bạch nha. Đồng bạch nó để bên bên điểm giờ đó, để cho cái âm nó sáng hơn anh em ha. Đó. Rồi, anh em mình cùng em đi xem chi tiết nữa nha. Con này là mang cái mã nó là ST012 anh em ha. Anh em chốt hàng á, em có lúc nào cũng để cái mã ha. Con này nó kêu là con ST020 nha anh em. ST020. Đó. Đường kính mặt số là 18 cm. Với kích thước chiều cao tổng thể là 1m05, ngang là 40, sâu là 23. Với cái kích thước này anh em thì nó còn to hơn cả con Rizal San Mascot anh em ha. Đó, nó bự hơn con Rizal San Mascot, em nghĩ là nhờ cái đuôi của nó. À, cái đuôi chuột của nó dài hơn ha, nó dài hơn khoảng 5 cm, con Samascot thì nó đúng 1 mét luôn. Đó. Rồi, giá thì anh em mình liên hệ, anh em nào thích thì liên hệ trực tiếp với em nha. Đó. Những cái dòng này anh em thường đem về Việt Nam á, nó bị mối mọt, cái thùng của anh em mối mọt rất là nhiều anh em ha. Đó. Do cái tuổi đời của nó cũng khá là sâu tuổi anh em. Cho nên là những cái thùng á, mà để nó đẹp được như vậy đó anh em thì nó cũng rất là ít nha anh em. Đó, đa số những cái con này về nó không mọt chỗ này, nó cũng mọt chỗ kia. Mà cái thùng của anh em mà em nói anh em nghe là đã mọt rồi là liền nha, không sử dụng nha anh em. Đó, đã có vết mọt là liền nha, đừng sử dụng. Đó, sử dụng là nó cực kỳ nguy hiểm nha anh em. Rồi, đây là anh em thấy cái mẫu ban công của nó ha. Đây mẫu ban công của nó. Đó. Mấy con này anh em mình search trên Google anh em thì nó cũng có rất là nhiều thông tin ha, ở cho anh em mình biết được cái tính chất nguyên bản của nó nha anh em. Đó. Em chơi thì quan trọng nhất là cái vấn đề nguyên bản anh em ha. Còn nhiều anh em hỏi em là cái máy có nguyên zin hay không thì em cũng không biết trả lời sao ha, tại vì tất cả cái máy móc là về là bung ra hết để mà vệ sinh lau chùi bảo dưỡng hết, thì em cũng không biết dùng cái từ, em ít khi nào dùng cái từ nguyên zin nha. Đó. Em chỉ dùng cái từ nguyên bản, nghĩa là em cố gắng làm sao để cho nó được cái tính nguyên bản của nó còn đầy đủ hết nha anh em. Nó còn riêng cái phần máy là chắc chắn là nó phải là nguyên bản anh em ha. Còn sim thì em bung hết rồi, máy bây giờ là bung hết đó anh em ha. Đó, kiểm tra từng chi tiết một, riêng chiếc máy là bung hết, cho nên em dùng cái từ nguyên bản nha anh em. Còn nguyên sim là em dùng cho những cái từ phụ kiện của nó ha, chẳng hạn như là kim mặt số tạ, kim mặt số lắc hay là cái gì đó thì em sử dụng cái từ là đồ zin nha anh em. Đó, đồ zin. Còn mà ví dụ như anh em hỏi em cái máy còn zin không thì em cũng không biết trả lời anh em như thế nào ha. Cái máy là về là bung hết. Đó, làm hết anh em ha, can thiệp xử lý hết. Đó, thì gỡ con ốc ra thì em nghĩ là nó mất zin rồi anh em ha, với lại mới mấy chục năm rồi làm sao mà zin gì nổi nữa mà zin anh em. Đó, quan trọng zin là gì, zin là phụ kiện đi kèm với nó anh em ha.
và cái máy là nguyên bản nha. Đó. Rồi anh em mình soi, đây anh em có cái mẫu ban công của nó nè. Đẹp không anh em? Đó. Còn lành lặn anh em ha. Còn lành lặn và rất đẹp ha. Đó, đây cái mẫu này nè. Còn đầy đủ ha. Tiện mẫu trên, tiện đầy đủ hết. Đó, đây là cái chỉ ở bên trái rồi nè. Đó, chơi với em là phải soi ha, soi kỹ vô. Người mua cũng vui mà người bán cũng vui anh em, không có gì mập mờ hết. Ở đây nó có một cái xếp tầng này ha, thường á là mấy cái con kia là nó mất cái khúc này anh em ha. Đó, còn những cái dòng này á thì nó có thêm một cái tầng trên đây nữa. Đó. Đây nè. Đây là bên phải nè ha. Đó. Rồi. Ở xuống ở dưới nó đẹp nhất đó chính là cặp song tiền kép anh em. Đó anh em coi. Cặp song tiền kép của nó. Rất là đẹp ha. Cái ngôn ngữ thiết kế này áp dụng rất nhiều cho các hãng này nè. Kenji cũng có, Sunhan cũng có, GB cũng có. Đó. Đó đây. Và đặc biệt là cũng Rizal anh em ha. Rizal cũng trên con sông Mascot, sông tiền kép. Rất là nổi tiếng nè. Đó đây. Cặp sông tiền kép. Rồi ở trên mặt số của nó là nhấn nhá bốn góc bông anh em ha, bốn góc bông hoa văn rất đẹp anh em. À, nhìn nó không có đơn điệu anh em ha. Đây mặt số của nó này, cái vành của nó trước của nó này, kiến đương nhiên phải là kiến mo anh em ha. À, anh em có cái phần hông ở bên trái nha anh em, đây là cái phần hông bên trái. Đây là cái phần hông bên phải nè. Lành lặn anh em ha, rất là đẹp. Rồi đây là cái phần kiến ở đằng trước của nó anh em ha. Đó, nó giống như Rizal, em nói xin lỗi nha, Rizal là dựa trên những cái thiết kế này anh em ha. Tại vì Rizal là nó sinh sau ha. Đó, nó sinh sau. Đó, nó sinh sau. Còn con những cái con này là sinh trước nha anh em. Những con này là ra đời trước ha. Ông Rizal cũng rất là mê cái những cái dòng đồng hồ của châu Âu ha. Đó, ông ấy dựa trên những cái ngôn ngữ thiết kế để mà ông thiết kế, dựa trên những cái con như thế này ông thiết kế ra những cái của riêng ổng anh em ha. Đó, còn đây là cả con sâu tuổi anh em ha. Đó, đây những con mới đúng là những con sâu tuổi đến từ châu Âu nha. Đó, bộ kiến. Đó, y chang anh em ha. Đó, anh em thấy con xanh mascot đó, nó thiết kế cũng na ná vậy ha. Nhưng mà Rizal thì người ta lại chú trọng về cái chất liệu rồi cái độ thủ công ha, cho nên cái giá trị nó cũng hơi cao. Rồi anh em mình coi cái phần đuôi của nó nè. Đó, phần đuôi của nó chia ra làm 3 tầng anh em ha. Mà một hai ba tầng anh em ha. Đây là cái đuôi chuột của nó ở dưới. À, rất đẹp anh em ha, rất là hài hòa. Đó, con tiện con đầy đủ ha. À, không thiếu bất cứ một cái gì nha anh em. Và riêng cái bộ vỏ này anh em bao anh em lau chùi ha. Bao anh em lau chùi thoải mái ha. Đó, mình càng thiệt xử lý theo đúng tiêu chuẩn anh em ha. Đúng chuẩn của ngành mộc nha. Đó. Đó, mình hồi sinh lại một cái vẻ đẹp của nó đúng ngành mộc anh em ha. Đó, anh em mình lau chùi thoải mái chứ không có sử dụng ba cái hóa chất đầm bậy đầm bạ bỏ vô ha. Cái đó anh em mình lau qua một cái nó mất tiêu hết. Còn này là anh em mình lau chùi thoải mái và cái độ bền của cái vỏ này em nghĩ là nó anh em mình sử dụng 5-10 năm thậm chí 20 năm cũng rất bình thường anh em ha. Đó, lúc nào nó cũng sáng đẹp hết. Anh em mình thấy nó bụi dơ lau chùi thoải mái anh em ha. Rồi anh em xem kiểm tra cái bản lề. Đó, bản lề ron may chân kiến còn đầy đủ anh em. Đó, kiến mò. Đây, kiến mò zin nha. Đó. Rồi, này anh em thấy kiến đẹp. Mày vẫn đầy đủ ha. Đây, bản lề đầy đủ. Rồi, anh em mình xem tới cái phần mặt số. Đây là con mặt số nó mạ bạc anh em ha. Đó, cái màu nó màu bạc chạy tia nè. Thì anh em thấy để ý cái mặt mà nó màu màu gì á, thì cái quả lắc nó sẽ là màu đỏ anh em ha. Đó, mạ bạc anh em. Dòng này thì nó sẽ có hai cái option cho anh em mình lựa chọn ha. Một á là nó là mặt men, hai nữa nó là mặt in ha. Đó, thì cái con mặt men nó sẽ giá trị hơn một chút nha anh em. Còn cái con mặt in này á thì nó giá trị thấp hơn một tí, nó thấp hơn ở cái chỗ mặt men anh em ha.
Ở nhiều anh em thì đem về mình nâng cấp lên mặt men, còn em á thì em sẽ nguyên bản anh em ha, nguyên bản nhà sản xuất như thế nào thì mình ở bên nước ngoài đang như vậy, như thế nào thì mình giữ nguyên lại vậy ha. Đó, còn anh em mình muốn nâng cấp lên mặt men thì anh em mình coi trên nhóm hội anh em mình có ai chia sẻ là cái bộ mặt men của Kenji máy cánh chim á, anh em đo đúng ba cái lỗ và bốn cái cọc số ở ngay chỗ cái máy là anh em mình gắn vô được thôi. Cái đó là anh em mình nâng cấp, là quyền của anh em mình khi đã sở hữu ha. Còn em thì em giao lưu, em chỉ giao lưu đồ nguyên bản thôi. Đó, em tuyệt đối là không có thích mấy cái trò nâng độ chế ha. Đây cặp kim mình nè, đó. Chữ nó chưa phai chữ nào hết nè, chưa phai chữ nào hết ha. Ở đây nó mất tích thời gian rồi, nó sẽ ra mặt viên nha. Mất tích thời gian viên đồng. Mặt này là mặt đồng nha anh em, mặt đồng mã bạc nha. Đó, mặt đồng mã bạc nha. Đây chút xíu nè, xuống có qua lắc thì anh em mới thấy nè. Đó, đây bộ gồng của nó là anh em thấy không? Đó, bộ gồng Kenji 7 thép 1 đồng bạch. Rồi. Anh em mình xuống đây còn đầy đủ anh em ha, chân cầu đầy đủ, khóa chuông, móc lắc, khóa gồng đầy đủ hết. Đây anh em thấy cái qua lắc của nó. Anh em thấy ở đây nè, mình để ý, anh em để ý kỹ. Anh em thấy cái màu vàng ở đây không ạ? Đó, chính là quả lắc đồng anh em ha, quả lắc đồng, quả lắc zin và được mạ bạc. Đó, chạy thì rất đẹp ha. Đó, quả lắc zin hay đồng hồ nha anh em. Đó, mặc dù là nó với tích thời gian nè, anh em thấy không ạ? Đó, nó có nè. Đó, nhưng mà nó là đồ zin nha, đồ zin. Đó, anh em mình muốn nâng cấp thì cái đó là anh em mình về anh em muốn nâng cấp như thế nào anh em mình nâng cấp ha. Rồi đầy đủ anh em ha. Đó, chơi với em là không có miếng bụi nào nha anh em, không có đem bụi về nhà nha. Đó, tất cả đồng hồ là phải sạch đẹp, tiêu chí đó là hàng đầu của em anh em ha. Đó. Anh em mình hình dung anh em mình chơi, anh em mình treo mỗi con đồng hồ đẹp á ở nhà mình á, nó rất là hay anh em, nó sẽ làm đẹp ngôi nhà mình ha. Còn ví dụ giờ một cái đồ này nó cũng là đồ chơi và đồ trang trí ha, mà anh em thấy vô nó xấu quá xấu. Đó, em xin nhắc lại ha, những cái này nó chỉ là đồ xưa đồ cũ nha anh em, nó không phải đồ cổ nha. Đó, cho nên là cái giá trị bảo tồn mà này nọ của nó là hầu như là bằng không nha anh em. Đó, anh em chơi anh em phải hiểu được cái vấn đề nó ha. Thí dụ như bây giờ nó là một cái chén thời nhà Minh hay là gì đó, nó bể ra cái hay là gì đó thì giá trị đó là giá trị cổ, giá trị xét về văn hóa lịch sử thì cái giá trị bảo tồn nó có anh em ha. Đó, nó sao để vậy thì để cho nó nằm ở viện bảo tàng trưng bày cho anh em mình xem, cho mọi người xem là biết được cái văn hóa lịch sử của cái thời điểm đó nó như thế nào nên người ta mới bảo tồn ha anh em ha. Mặc dù là nó bể nó sức mẻ đi vậy đó, nhưng mà nó vẫn là giá trị lịch sử. Còn những cái đồ này là đồ xưa đồ cũ anh em ha. Đó, cho nên là cái gì mà mình làm mới đẹp đợi được thì anh em mình cứ làm mới lại đẹp ha. Mình chơi vật thể sống mà nó đẹp nó hay thì mình chơi. Còn ví dụ như mình để về mà nó ghẻ chốc ghẻ lỡ nó xét rẹt hay nó như thế nào anh em mình để vô cái ngôi nhà mình nó còn xấu hơn nữa anh em ha. Đó, mình chia sẻ, em chia sẻ rất là thật nha anh em, rất là thật. Có sao nói vậy anh em. Đó. Rồi anh em xem. Đó. Đẹp con này bộ gồng xe lè. À, con này âm quýnh khá bén ha. Rồi mời anh em xem chi tiết phần máy.
anh em xem chi tiết phần máy anh em thấy sao ạ? Nó chạy một chiếc Kenji cánh chim ha, nhìn rất là xịn sò anh em. Cái dòng máy này thì rất là phổ biến, phổ thông ha. Anh em mình cũng gặp khá nhiều trên những cái thùng dạng kiểu thùng suông, thùng bình thường ha. Còn nó rơi vô những cái con mà nó thùng riêng, cái thùng song tiện này không, nó cũng rất giá trị nha anh em. Riêng cái thùng không này thôi nó cũng rất giá trị ha. Chiếc máy là trái tim con đồng hồ anh em ha, và nó được bảo dưỡng kỹ trước khi giao lưu, đó là quy trình bắt buộc bên em ha. Và nó cũng là một cái sự khác biệt nha anh em. Bên em là rất chú trọng phần máy, và em cũng khuyên anh em là năm nay 2023 rồi anh em ha. Anh em mình chơi, anh em mình phải hiểu được cái chi tiết phần máy nó như thế nào anh em ha. Một cái chiếc đồng hồ á, nó sử dụng mấy chục năm ở bên nước ngoài, thậm chí cả trăm năm anh em ha. Đem về Việt Nam đương nhiên nó phải có một cái sự hao mòn, tại vì nó là cơ khí chuyển động ha. Anh em nào mà thấy cái máy mà bụi dơ này kia nọ, nó tưởng đâu là lau dầu rồi nó sẽ chạy, không có đâu nha anh em. Không có chuyện đó đâu nha anh em. Một khi chiếc máy của anh em nó đã có vấn đề á, nó trục trặc cái này trục trặc cái kia á, thì cho dù anh em mình tắm dầu nó cũng không chạy nữa nha anh em. Nó chạy thì nó chạy á, nhưng mà nó chạy như thế nào thôi nha anh em. Chứ không phải là anh em mình chơi là mình phải hiểu ha. Anh em mình chơi những cái môn này á thì chắc chắn phải có tuổi rồi ha, và có tuổi thì mình phải nhận nhận một cái vấn đề nó thật sự là khách quan nha anh em. Một chiếc đồng hồ bên nước ngoài nó sử dụng mấy chục năm rồi, đem về đây thậm chí cả trăm năm ha, là nó phải có sự hao mòn, nó phải có như thế nào, và quan trọng nhất là vấn đề bảo dưỡng một chiếc đồng hồ cho nó hoàn hảo, hoàn chỉnh. Và đồng hồ được bảo hành là 2 năm toàn quốc nha nè. Bảo hành có nghĩa sao? Bảo hành có nghĩa là trách nhiệm của người bán đối với người mua ha. Chứ không có hỗ trợ anh em ha. Chứ không phải là xảy ra trục trặc hư chỉ qua chỗ này sửa, chỉ qua chỗ kia sửa thôi, không có nha anh em. Bảo hành là bảo hành, hư là sửa, sửa là miễn phí nha anh em. Và bảo hành toàn quốc 2 năm nha anh em. Cho anh em mình yên tâm sử dụng nha. Rồi giờ anh em mình nghe chuông nha. Nó qua sáng cơm sườn. Anh để cho chiều ăn nước tương nha anh em. Anh em nghe thấy sao ạ? Rất hay đúng không anh em? Con này thì nó quýnh rất là to nha anh em. Đó, quýnh to chậm rãi rất là hay ha. Bộ gồng Kenji 7 thép một đồng bạch, nó cũng khá hay anh em ha. Đó, em cho anh em mình thưởng thức lại nha. Con này quýnh dạo nhạc rất là to nha anh em. Sáng cân sườn của nó quýnh thật lẹt luôn á. Thank you.
Ok anh em, quá đã anh em ha. Đó, dáng đẹp âm hay và đặc biệt là thiết kế những con song tiện kép Hùng Henry anh em ha. Đó, một trong những cái ngôn ngữ thiết kế trên đồng hồ là cực kỳ đẹp anh em ha, cực kỳ hay. Anh em mình hình dung anh em mình bỏ ra vô phòng khách anh em mình trưng bày chơi ha, những cái không gian mà hiện đại, những cái thân gian tân cổ điển anh em. Đó, hoặc là anh em mình đem về sưu tầm chơi ha. Đó, rất là hay. Ok anh em, về chi tiết phần giá cũng như mọi khi anh em cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại để cho màn hình hoặc là nhắn tin em sẽ trả lời anh em ha. Đó, bên em có, em cũng xin thông báo ở cuối clip ha, clip nào cũng thông báo ha, bên em có tổ chức đấu giá các mặt hàng đồ xưa đồ cũ vào lúc 8 giờ tối các ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần nha anh em. Đó, 8 giờ tối thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Đó, anh em mình có thể lên, anh em mình thích những cái mẫu nào á thì anh em mình có thể xem đấu giá ha. Đó, anh em nào thấy hợp thì anh em mình cứ bỏ ra những bước giá để mà mình sở hữu ha. Đó, và đương nhiên thì trên sàn đấu giá thì những bước giá nó cực kỳ là hấp dẫn và cực kỳ tốt anh em ha. Đó, anh em mình muốn mua hàng giá tốt thì hãy xem những cái buổi livestream đấu giá vào lúc 8 giờ tối ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần nha anh em. À, một tuần em chỉ làm 2 ngày thôi, là do những cái đồng hồ anh em mà mình muốn nó đẹp, nó hoàn hảo hoàn thiện á, thì nó phải trải qua rất là nhiều thời gian anh em ha, thì nó mới có được một cái sản phẩm đẹp được, chứ không phải là đem về Việt Nam rồi cứ phẹt là nó đẹp đâu anh em, không có đâu nha anh em. Anh em nào qua chơi với em rồi thì biết ha. Đó, một cái chiếc đồng hồ để cho nó đẹp, nó hoàn thiện á, thì nó mất rất nhiều thời gian nha anh em, từ 7 đến 10 ngày là chuyện bình thường nha anh em. À, rồi cảm ơn mọi người đã xem clip thứ hai, hãy cho em một nút đăng ký, một cái chuông kế bên để nhận thông báo em sẽ review những chiếc đồng hồ, những món đồ xưa gửi đến cho mọi người mình tham khảo. Rồi cảm ơn mọi người, hẹn mọi người vào video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.